Cuộc sống của người dân ở gần núi Lửa như thế nào? Cũng bình thường như mọi nơi khác, trừ khi núi Lửa tỉnh giấc sẽ như thế này. Đây là Georgetown, một khu dân cư thuộc đảo quốc St. Vincent trong vùng biển Caribe, cách núi Lửa La Sophia vài km. Ngày 10 tháng 4 lẽ ra là một ngày đẹp trời và mọi người sẽ đổ ra phố tận hưởng ngày cuối tuần, thì họ tỉnh giấc và thấy toàn khu vực đã bị bao phủ một tấm thảm tro bụi. Tro bụi từ núi Lửa La Sophia không chỉ bao phủ Georgetown, mà đã phủ kín quốc đảo St. Vincent ở vùng Caribe. Cùng với lượng khói dày đặc, mùi hôi khó chịu của lưu huỳnh bốc ra sau hàng loạt đợt phun trào, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Để đảm bảo an toàn, hơn 16.000 người sống trong các khu vực xung quanh núi Lửa đã được lệnh sơ tán. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Caribe, núi Lửa La Sophia hoạt động trở lại ngày 9 tháng 4 đã phun những cột tro bụi và khói cao lên tới 6 km và tro bụi từ ngọn núi lửa ở phía bắc đã phát tán đến tận phía nam quốc đảo. Lượng bụi dày đặc từ ngọn núi lửa đã từng ngủ yên trong nhiều thập niên này đang tiếp tục di chuyển về hướng đông với quãng đường 175 km và bắt đầu ảnh hưởng tới hòn đảo láng giềng Barbados. Trong khi đó, tại thủ đô Kingstown ở miền nam, làn tro bụi dày đặc cũng khiến tầm nhìn ở một số khu vực bị hạn chế. Thủ tướng Ralph Gonsalves cho biết nước sinh hoạt đã bị cắt tại hầu hết các khu vực và không phận quốc gia buộc phải đóng cửa do tình trạng tro bụi dày đặc. Ít nhất 3.000 người đã phải ngủ đêm trong lều trại tạm. Hiện những người dân trên đảo đang phải sống chung với lượng tro bụi cực kỳ nguy hiểm và hít thở mùi lưu huỳnh nồng nặc. Chính phủ St. Vincent đã phải liên hệ với nhiều quốc gia trong khu vực để kêu gọi cung cấp viện trợ. Ngọn núi lửa La Sophia cao 1.235 m, tên tiếng Pháp có nghĩa là mỏ lưu huỳnh, đã ngủ yên từ năm 1979. Lần phun trào năm 1902, ngọn núi lửa này đã làm chết hơn 1.000 người.